Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ review một chén nước hoa mới ra mắt của nhà Dolce & Gabbana, đó chính là cây EDP. Chén hoa này được ra mắt vào năm 2020 và trước đó thì họ có phiên bản EDT. Và chúng ta cùng nhau xem là với cái chén hoa này cùng với hai phiên bản đó thì chúng ta nên lựa chọn phiên bản nào và mùi hương này thì nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi ra sao. Và trước khi vào video, mình có trách nhiệm phải thông báo là chén hoa này được tài trợ bởi Eve Store. Toàn bộ những cái thông tin về sản phẩm cũng như là về giá cả thì các bạn có thể xem ở đường link phía dưới mô tả, cùng với việc là các bạn có thể nhập code kênh YouTube của mình, tên kênh YouTube của mình là Kiên Fragrance để có thể nhận được giảm giá. Và các bạn hãy like, share video cùng với việc là ấn vào chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đi qua một chút về ngoại hình. Thì như các bạn có thể biết rằng là chai hoa này nó có thiết kế khá là giống chai Light Blue của nữ, chỉ là cái phần thân chai mình có cảm giác là nó thon gọn hơn một chút. Và về cái phần màu sơn của chai thì nó là màu xanh nước biển và các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái dui ở phía trong. Và cái phần nắp chai thì thực sự là nó rất là giống cái vương miệng, đây như kiểu là cái nắp vương miệng của một cái vị vua vậy, như kiểu chữ K này mình nghĩ rằng là chắc là viết tắt chữ kinh, và đây đúng kiểu là ông vua của biển cả vậy. Cái nắp này thì thực sự là với mình ý, thì mình thấy rằng là cầm thì nó khá là ok nhưng mà có vẻ hơi lòe lòe một chút. Cá nhân mình thì mình thích những cái sự đơn giản hơn, nhưng mà đây thực sự là một cái điểm nhấn của chai nước hoa này. Về mùi hương của cây Eau de Parfum này thì thực sự rằng là khi mà mình xịt ra mình phải wow lên, tại vì mùi hương này thực sự rất là ấn tượng. Nó hoàn toàn gây được thiện cảm với mình so với tất cả những cái mùi hương ở phân khúc designer đang phổ biến ở trên thị trường. Thì cụ thể cái mùi hương này khi các bạn vừa ấn vào cái vòi để cái dui nó bay ra ngoài thôi thì các bạn nhận đến một cái mùi xanh và cảm giác hơi đắng đắng một chút. Thì khi mà cái mùi hương nó bắt đầu dính ở trên da thì toàn bộ hai cái cảm giác đầu các bạn sẽ biến mất và các bạn nhận thấy một mùi ngọt đến từ những quả cam đỏ. Và khoảng tầm 5 đến 10 phút sau thì các bạn nhận thấy một chút hơi cay cay, hơi kiểu spicy nhẹ. Cái spicy ở đây thì nó không phải đến từ tiêu mà nó đến từ những cái quả ớt. Cụ thể là những cái miếng ớt nhưng mà đã được bỏ hạt ấy, nó không bị khé quá mà nó có một cái độ mịn nhất định từ cái vỏ của quả ớt. Và khoảng tầm nửa tiếng sau thì các bạn nhận thấy cái vị hơi đắng này, hơi xanh ban đầu mà mình vừa nói ấy, nó sẽ xuất hiện. Và cái mùi đây thì nó liên tưởng đến một cái mùi hơi kiểu sung sung, và cái mùi cam ban đầu thì nó sẽ dịu hẳn. Và dry down về sau thì mùi hương này nó nổi bật nhất đó là mùi sung, tạo ra một cảm giác hơi đắng nhẹ một chút này, có hơi ngọt bùi béo và có cảm giác hơi kiểu creamy một chút. Và càng về sau thì cái cảm giác của quả sung nó càng rõ rệt và mùi hương đây thì nó rất là mịn màng. Và đối với mình ấy thì ở cái khúc giữa này thì mùi hương này nó có vẻ không phải là nam tính cho lắm mà nó khá là unisex. Cao về sau thì nó lại là một cái mùi hương nó bớt đi cái phần ngọt và kem, và các bạn lúc ấy lại thấy cái mùi hương cái nét hơi khô và hăng của vetiver hay còn gọi là cỏ ương bài. Thì mùi hương ở đoạn cuối này nó lại khá là nam tính, nên là với mình thì Dolce & Gabbana cây Eau de Parfum này mình đánh giá nó là một chai nước hoa khá là hay và có một cái độ biến chuyển mùi rất là tốt, cùng với một mùi hương có thể xứng đáng làm signature scent rất là ok. Trước khi chuyển sang cái phần độ bám tỏa rồi phong cách độ tuổi thì mình cũng đã ngửi qua cái phiên bản EDT rồi, nhưng mà với mình phiên bản EDT thứ nhất là họ bám tỏa khá là kém so với phiên bản này. Thứ hai là mùi hương của nó thực sự là không quá đặc biệt. Cái phiên bản EDP này thì với mình cái nốt sung được làm rất là rõ ràng nên là nó có điểm nhấn hơn hoàn toàn. Còn cái phiên bản EDT thì nó khá là mờ nhạt. Mà mình phải thấy rằng là hầu như tất cả những cái nhà designer từ Blue de Chanel cho đến Dior Sauvage cho đến của YSL thì tất cả những phiên bản EDP họ đều được làm rất tốt hơn so với những phiên bản EDT. Và đây cũng không phải là một ngoại lệ đến từ nhà Dolce & Gabbana, đặc biệt là The One EDT và One EDP nó cũng rất là khác nhau. Về độ bám tỏa và độ lưu hương của chai nước hoa này thì em nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 8 tiếng. Thì mình có xem vài cái nhận xét ở trên những cái kênh YouTube ở nước ngoài cũng như là vài cái web review nước hoa ở nước ngoài. Thì mình thấy rằng là chai nước hoa này họ nói rằng là nó bám tỏa rất là tốt tầm 10 đến 12 tiếng, nhưng mà trên da mình chỉ có 8 tiếng. Khá là buồn.
nó bám được lâu hơn một chút thì mình nghĩ là nó sẽ gây được thiện cảm và nó sẽ chấm, mình sẽ chấm điểm của nó cao hơn. Còn với 8 tiếng thì mình nghĩ rằng nó cũng đủ để các bạn có thể sử dụng khá là đều, từ sáng cho đến chiều đi làm cho đến đi chơi nó cũng rất là ok rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó có thể lưu hơn một chút. Chắc là em này không hợp da của mình. Còn về độ tỏa hương thì chanh hoa này nó khoảng tầm nửa cánh tay đổ ra một chút thôi. Vậy thì với mùi hương của cây Eau de Parfum này nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như thế nào? Đầu tiên là về cái độ tuổi thì mình nghĩ rằng là chanh hoa này có giới hạn độ tuổi, đó là tầm 35 tuổi trở về. Còn trên 35 tuổi mình nghĩ là các bạn xịt mùi hương này có lẽ là nó không phù hợp, nó hơi lố một chút. Còn về cái phong cách thì một từ duy nhất dành cho chanh hoa này đó là các bạn phải tự tin. Tại vì mùi của sung làm trong nước hoa ấy, vốn dĩ nó đã không được sử dụng quá là nhiều, nên là với những cái mùi hương đặc trưng như này, đặc biệt như này, thì việc các bạn tự tin xịt mùi hương này, các bạn phải nghĩ rằng là các bạn phù hợp với nó, các bạn hấp dẫn, đủ hấp dẫn để sử dụng nó thì em nó mới phát huy được công dụng. Còn nếu như các bạn là một người kiểu an toàn, là một người kiểu theo số đông, các bạn không muốn cái gì quá nổi bật thì cây Eau de Parfum này không phù hợp với các bạn. Nó giống như kiểu những anh chàng bad boy vậy. Khi mà các bạn gặp những anh chàng bad boy là đi vào những quán rượu ấy, thì các bạn thấy rằng là họ sẽ rất là nổi bật, họ rất là tự tin với cái cách ăn mặc, với cách nói chuyện của họ, và họ luôn luôn nghĩ rằng là họ có thể chinh phục mọi thứ. Thì mùi hương của cây Eau de Parfum này cũng cần một người sử dụng nó như vậy. Chứ nếu như mà quá là kiểu an toàn hay là quá là nhạt nhẽo thì sử dụng mùi hương này đôi khi các bạn sẽ bị nói rằng là sao anh có thể sử dụng một cái mùi hương nó chán đến như vậy. Còn nếu như các bạn đủ hay ho, đủ hấp dẫn thì các bạn có thể biện minh, các bạn có thể phản bác lại điều đó, thì cây Eau de Parfum sẽ thành ra những anh chàng tự tin và quyến rũ, biết rằng mình có hấp dẫn, biết mình có gì và muốn gì đó. Và vừa rồi đó là review nhanh của mình về mùi hương và những điều các bạn nên cân nhắc xem là các bạn có phù hợp với mùi hương này hay không. Và nếu như các bạn đã sử dụng qua chanh hoa này thì đừng quên việc là các bạn hãy comment cho mọi người cùng biết, và có thể like, share và ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.